Ok, hello xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay tôi với các em tôi sẽ chơi một trò chơi chính là rút gỗ nhá. Ok, thì bây giờ Phong mình chơi trước đi. Nào, xúc xắc đi, xúc xắc cả 4 cái luôn. Gì? Lắc cả 4 cái luôn, xắc xắc cả 4 cái luôn. Xong rồi cộng lại. Đây là 1. 1 với 2 là 3, 3 với 2 là 5, 5 với 5 là 10. Phong rút cái 10 đi. Số 10. Đâu? Khó tính quá. Đây 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 đây. Ok, bây giờ đi tôi nhận luôn. 2 với 5 là 7, 7 với 1 là 8, 8 với 1 là 9. Tìm xem 9 ở đây, 9 đây, 9 đây. 9 đây. Ôi chết rồi. Thì ai làm đủ trước thì thua. Giữ tay thì giữ tí. Oh. À, thì giữ tay. Ok, ra rồi, đến Phong. Phong đi lên. Cộng lại. 2 2 với 3 là 5, 5 với 5 là 10, 16. 16 à? 16 đâu? Đây, 15. Mới được có 3 cái thôi. 2 với 3 là 5, 5 với 3 là 8. 8 với 9 là 17. 17. 17 đâu? Nhìn xem 17 đâu. À đây mày 17 đây, 17 thôi. Đâu? Đây đây. Đây 17 đây, cây số 38 ơi. Đâu? À bây giờ cháy cháy tí đây. Đây á? Đây á, bạn ơi. Ok, tiếp tục. 27. Tiếp tục nhanh lên. 2 phút rồi đấy. 4. 4. 4 với 5 là 9. 9 với 5 là 14. Rồi 14. 14 hình như lúc nãy thấy đâu đó. Đây 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 14 đây. Đây, cạnh số 3 này. 9 rồi 38 gì đấy. 38. Nào đừng giữ nhá. Chiếc lấy ra thôi. À được. Vừa nãy còn chưa. Tôi tiếp nha bạn nha. 3. 3 là 6, 6 2 là 8. 8 với mấy đây? 8 với 6 là 14 à? 69. 14 tiếp à? 14 lúc nãy rút rồi đúng không? Ok, sẽ xác lại một cái nhá. 14 đâu? 3. 3 với 3 là 6, 6 với 2 là 8. 9. 8 với 3 là 11. Đùa đâu? Đùa đâu không? Nhìn xem 11 đâu. Đây đây đây. Đâu? Ngược ngược ngược. Đây cây số 27 á. Đâu vậy? Đây. Đấy. Ủa ừ, chết rồi. Hai để em đẩy cho. Không. Ui, ui. Chết rồi. Để chỉnh, để chỉnh. Em không được chỉnh. Rơi là thua. Ok, tớ đã thua rồi nha bạn nhá. Thì đây, em đã thắng. Ok, nếu như mà video này hay các bạn hãy đăng ký kênh của tôi nha. Bye bye.